kiến với kiến coi chừng. Em nghiêng không? Ha, về vô đây mới thấy chữ. Mốt cái bông nó bự em nghĩ nó mới thấy được. Đây nè, thấy không? Chữ L nè, chữ Y nè, chữ E nè, chữ N nè, thấy rõ ràng ha. Xếp cái này lên chút nha. Đó, đó, vậy đó, dễ thấy. Giờ em bưng, anh chụp em tấm hình. Rồi bưng lên. Bưng Thì ha. không ngồi như sao đó cũng được. Ngồi nghe bưng nha. Ngồi đi. Rồi ha. Thôi đi. Giờ em chồng xong rồi. Thấy không? Thấy. Từ từ. Anh quay anh chụp. Từ từ. 1 2 3. Từ từ. 1 2 3. Anh quay hay chụp vậy? Cả hai. Đây là tên của mình, là mình là người chồng đúng không? Cái Khoan là người bên đang quay phim. Đây mốt mà mấy cái bông này nó liền nhau là mình vừa ngắm hoa vừa ngắm cái tên của mình. Đây nó sắp nở bông. Chỉnh em lại, em xéo quá. Đó, đẹp chưa? Em thẳng lại. Sướng ha, này mình chồng xong mình khỏi phải tưới nước. Khỏi phải lo luôn, chứ để ra ngoài. Có nhiều cái, mình có cái ánh đèn sáng anh hả? Là mình để luôn trong nhà đó. Xong rồi để nó ra đó. Nó có ánh sáng đó, nó dễ kích thích rễ lắm. Mình mốt cái này cho bụi đẹp lắm. Cái này nè. Nhìn lên. Cái này nó trái tim đó anh, thấy không? Trái tim ở giữa. Mỗi lần nó mọc nó cái hình trái tim. Chỗ đó em thấy giờ phát hiện. Giờ mình lên ốp nữa ha, chuối nữa. Em xịt nước cho nó sạch. Giờ phải hút cát cho nó sạch hết. Rồi xong. Bye bye. Final. Final. Cái này có bông rồi nè, sắp sinh nở. Cái này trồng đẹp không anh? Nó giống như bụi rừng, nó mốt mình thay nó. Thay đất nó. Đẹp lắm. Dễ trồng. Thật ra mình mua mấy cây anh ha. Nhìn giờ đẹp quá trời. Mấy đang nở bông kỹ chữ lại ra quay ra vẫn không chưa nhớ ý nữa hả? Thấy chữ mà nó bị cái sao đầu đây nhìn kia, vô thấy không, nó bị cái sao đầu thấy kia cái này thấy rõ chữ luôn đúng rồi, đừng lo cái mốt thấy sẽ rõ luôn không. mốt nó sẽ rõ nó đẹp Rồi thôi bye bye. bye. Rồi đem đi cắt đi. Đây, em